Chào các bé, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ bạn Mike thông minh và tinh nghịch trong bộ phim hoạt hình Mike, Lou and Oz. Chúng mình bắt tay vào vẽ thôi nào các em. Đầu tiên, chị vẽ một hình chữ nhật to. Bên trong hình chữ nhật to, chị vẽ một đường ngang và ba đường thẳng đứng, tỷ lệ như hình. Sau khi có được các đường thẳng, các bé vẽ một đường cong to cho phần đầu của bạn Mike. Phía bên trái, chị vẽ một chõm tóc. Phía bên phải, chị vẽ một chõm tóc tương tự. Phía trên đỉnh đầu, chị vẽ phần tóc mái. Bây giờ, chúng mình sẽ vẽ thêm những chi tiết nhỏ cho hoàn chỉnh phần đầu, như là đôi mắt to nè. Cái mũi rồi đến cái miệng nhé. Sau khi đã vẽ xong phần đầu, chúng mình tiếp tục vẽ phần thân cho bạn Mike. Chị sẽ vẽ áo cho bạn Mike trước, tiếp đến chị vẽ chiếc váy và cánh tay áo còn lại. Giờ thì chị vẽ hai tay cho bạn Mike như hình. Kế đến là đôi chân nè, các bé cũng vẽ như hình nhé. Sau khi đã hoàn thành phần tạo hình, chị dùng gôm bôi những nét thừa đi. Các bé nhớ dùng bút chì tô lại những nét chính nha. Giờ thì chúng mình cùng tô màu nào. Chị lấy màu da tô cho gương mặt của bạn Mike nè. Rồi dùng màu vàng đậm tô cho mái tóc của bạn ấy. Tiếp đến là màu cam đậm tô cho chiếc thun buộc tóc và bộ đồ. Thêm một ít cho đôi giày nữa chứ. Tiếp đến, chị dùng màu đen tô cho mắt. Cuối cùng, các bé lấy màu đen viền toàn thân cho bạn Mike nha. Yeah, bức vẽ bạn Mike đã hoàn thành rồi nè các bé. Giống y hệt trong phim hoạt hình bước ra đúng không nè. Các bé đừng quên đón xem các tập phim hoạt hình Mike, Lou and Oz trên kênh Boomerang Việt Nam nhé. Chúc các bé vẽ thật đẹp. Bye bye. Bye bye.
chào các bé. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ một người bạn rất dễ thương và vui nhộn. Đó chính là bạn Cow trong bộ phim hoạt hình Cow and Chicken. Chúng mình bắt tay vào vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị vẽ một hình chữ nhật lớn